Hello hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với vlog ngày hôm nay của Như. Ta-da. Hôm nay thì Như lại có một cái buổi chụp ảnh cho bạn Nhi, bạn của Như. Và hôm nay là Như đang chụp một bộ ảnh liên quan với chủ đề là nhựa. Oh my god. Wow. Xin chào mọi người, bây giờ là mình đang chuẩn bị đến quận 2 để xuất tinh. Đây là outfit hôm nay khi mình ra ngoài của mình. Phải nói đúng hơn, đây mới là outfit của mình đây. Nói chung là chua mỏ một xíu và lên đường thôi. Mọi người hãy cùng đón xem vlog ngày hôm nay của Như sẽ diễn ra như thế nào nha. Và đây, Như đây. Mọi người thích chưa? Lúc này là Như đang nói chuyện linh ta linh tinh với chị makeup đây. Chị makeup này thì Như nghĩ đối với các bạn mẫu thì cũng không còn xa lạ gì nữa, đó là chị Lộc. Vẫn là Như thôi, nhưng mà tại vì hồi nãy là nóng quá nên là Như đã cởi áo ra và bây giờ là tiếp tục make up đó mọi người. Mọi người cùng chờ và xem thử xem hôm nay Như sẽ làm gì nha. Lúc này thì Như vẫn là tám chuyện và kiểu nói chung là Như là một cái người rất là nhiều chuyện đó mọi người. Nói chung mà nói đủ thứ trên đời luôn, không có thứ gì mà Như chừa ra luôn á. Nói thì nói nhưng mà tới giờ diễn rồi nha mọi người. Phút này thì tung tăng và chuẩn bị chụp thôi. Chung là quay cho mọi người thấy là hôm nay là một cái buổi shooting. Nói chung là thật sự là một buổi shooting mà Như cảm thấy là Như rất là thoải mái, rất là kiểu là rất là nhẹ nhàng, tình cảm luôn á. Mọi người cùng xem ngày hôm nay Như tạo dáng và thể hiện tinh thần cho buổi shooting ngày hôm nay như thế nào nha. Vào mỗi buổi shooting thì sau khi chụp vài shot xong á, thì tụi mình thường xem lại hình. Và bây giờ sau đó xem hình xong á, thì mình lại diễn tiếp, lại chụp tiếp nữa nè mọi người. Mọi người cùng chờ xem nha. Khi mà chụp hình đó thì mình riêng mình lại thấy là khi mà các bạn tạo dáng á, nên tạo những cái dáng nào thật sự là nhẹ nhàng, phù hợp hoặc là đúng ngay cái tiêu chí mà cái buổi shooting hôm đó cần. Và một điều đặc biệt nữa, shooting là có hai dạng, một sinh động và một sinh tĩnh. Thì theo như cái chủ đề ngày hôm nay là Lastic thì mình có những cái posing chuyển động để tạo cho cảm giác một cái bức hình có thứ nhất có độ chuyển động và sự kết nối chân thật hơn. Khi mà chụp full body rồi thì tụi mình chuyển sang chụp beauty nè, một vài tấm beauty thật xinh đẹp và trẻ trung nè.
Và đây là cận cảnh mà cái bộ trang phục nên mình mặc làm từ ni lông đó mọi người. Mọi người có tin được không? Rất là đẹp luôn. Hôm nay mình chụp ở Lean Production và cái menu hôm nay rất là dễ thương đối với mình. Lâu lâu á mình chèn vào những cái hay ho mà mình thấy cho mọi người xem nè. Nói chung là khi mà mọi người đang xem cái video này á thì là mọi người cứ tưởng là mình quay, nhưng mà thật ra là đây là những lúc mà mình chụp á, thì mình quay ké thôi chứ không phải là quay không đâu. Nó mọi người thấy chưa, lúc này là chụp á, nhưng mà tại do là quay để có sột để mình có thể làm YouTube để có thể chia sẻ với mọi người xem. À quên nữa, nãy giờ mình quên nói với mọi người, đó là hoa ở đây là 100% hoa thật luôn á. Nói chung là ngày hôm đó mình rất là bất ngờ. Chụp xong á thì nói chung là gỡ tóc ra cũng là cỡ một quá trình, cái hành trình luôn á mọi người, thấy không, rất là kiểu như là hạnh phúc tới nói chứ là rất là vui. Hôm nay là một ngày rất là vui đối với mình cảm thấy rất là vui, nhưng mà cái lúc gỡ những cái tóc này ra thì mình cảm thấy nó cũng hơi hơi ê đầu nhẹ thôi, nhưng mà ê ê vậy cũng vui nhỉ. Xin chào mọi người, sau 8 tiếng gỡ tóc xong thì bây giờ mình đã kết thúc buổi làm việc ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người.